Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em sẽ review cho quý cô chú anh chị một căn nhà sổ hồng riêng giá rẻ tạo lạc tại khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc nha. Thì căn nhà này là căn bên đây nha quý cô chú anh chị, thì nó có một cái sân trước cho mình luôn, khá rộng rãi luôn quý cô chú anh chị. Thì căn nhà nó có diện tích là bề ngang 4 dài 13 nha, tổng diện tích là 52 m², sổ hồng riêng. Thì nó gồm có một trệt một lầu nha quý cô chú anh chị, gồm có 2 phòng ngủ và 2 toilet nha. Thì phía trước của mình có một cái sân rất là rộng rãi nha quý cô chú anh chị. Thì căn nhà có hướng hợp tây nam, một cái hướng tây nam rất là ấm áp cho một căn nhà của mình nha quý cô chú anh chị. Thì đây là cái đường phía trước căn nhà của mình nè, đó đường cũng khá rộng rãi, xe ba gác mình vận chuyển đồ vô tư nha quý chú anh chị. Thì căn nhà này đường trái mình đi qua bên cây cầu thì nó có hai căn thôi nha quý cô chú anh chị. Thì cái căn của mình là cái căn sau cùng, thành ra mình thừa hưởng được một cái sân khá là rộng rãi luôn. Rồi em mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em vào tham quan chi tiết về bên trong căn nhà này nha. Thì đây là cái cầu này quý cô chú anh chị, một cái cầu cũng khá là rộng luôn. Thì đây cái đường trước nhà của mình cũng rộng nha, khu dân cư này mình đông hết nha quý cô chú anh chị. Đó, đây là cái đường mình đi qua cầu mình vô căn nhà mình nè. Ở đây thì nó chỉ có 2 căn thôi, căn của mình là căn cuối. Thì ra tận dụng mình làm một cái sân luôn quý cô chú anh chị. Đó, có làm một cái sân khá là rộng luôn. Thì đồng thời cái diện tích của căn nhà của mình đó, thì nó không có tới nha quý chú anh chị. Thì đây người ta đã có làm một cái sân cho mình khá là rộng rãi nha. Nhưng mà một căn nhà này thì bề ngang 4 dài 13 thôi. Nhưng mà thực tế căn nhà này thì nó dài khoảng là từ 15 mét nha quý cô chú anh chị. Đó. Ở đây cũng có lợp mái che làm hàng rào sẵn hết cho mình luôn rồi. Thì một căn nhà sổ hồng riêng hôm nay thì cái giá căn nhà này khá là rẻ đó quý cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà đồng thủ bây giờ của chú anh chị cũng đã 900 1 tỷ rồi. Thì nhưng mà căn nhà này sổ hồng riêng thì hôm nay cái giá của căn nhà này thì chỉ có 1 tỷ 250 triệu thôi nha quý cô chú anh chị. Một căn nhà sổ hồng riêng biệt cho mình luôn. Thì nó gồm một trệt một lầu, gồm có 2 phòng ngủ và 2 toilet nha quý cô chú anh chị, một căn nhà khá rộng rãi luôn. Thì ở phía trước này cũng đã lợp tôn và hàng rào bảo vệ cho mình hết luôn rồi. Thì bên trong của căn nhà này thì có một cái lớp cửa bảo vệ 4 cánh cho mình. Thì cũng được sơn rất là sạch sẽ nha quý cô chú anh chị. Tuy rằng một căn nhà ở rồi nhưng mà căn nhà này là sơn lại hết toàn bộ cho mình cũng sạch sẽ nha. Một căn nhà cũng còn khá mới nha. Thì một căn nhà diện tích bề ngang 4 dài 13, thực tế trong sổ nha quý chú anh chị. Thì căn nhà thực tế bên ngoài là thực tế căn nhà là phải 4 dài 15 16 nha quý cô chú anh chị nha. Đó, một căn nhà cũng còn khá sạch sẽ luôn. Quý cô chú anh chị nào đang tài chính chỉ là 1 tỷ 2 1 tỷ 3 thì quý cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi cho em để mình tới tham quan cái căn nhà này. Thì đèn đuốc rất là đầy đủ nha quý chú anh chị, đang có điện đồng hồ điện rồi sẵn cho mình nha. Tại hôm nay nếu cúp điện thì ra em không mở đèn lên. Thì căn nhà này cũng được còn sơn theo một màu chủ đạo là màu xanh da trời nha quý cô chú anh chị. Thì một cái màu cũng khá là sáng nha. Đó, la phong mà cũng còn rất là mới mẻ luôn. Thì bên trong này thì cầu thang của mình cũng được xài cầu thang tay gỗ nha quý cô chú anh chị. Tường gạch tường của mình ốp lên cho mình tạo khoảng 1,5 m hết cho mình luôn rồi. Đó. Thì một căn nhà còn khá là sạch sẽ của chú anh chị, tuy rằng một căn nhà sử dụng rồi nhưng mà cũng khá là sạch sẽ cho một căn nhà của mình nha. Ở đây là khu vực bậc cầu thang này quý cô chú anh chị, cũng còn khá là sạch sẽ luôn. Nói chung một căn nhà sạch của chú anh chị. Đó. Quý cô chú anh chị này, quý cô chú anh chị nào mà đang cần tìm một căn nhà để mình sở hữu á, thì hãy nên với số tiền chỉ có 1 tỷ 2 1 tỷ 3 thì nên gọi em để mình cùng sở hữu căn nhà này nha. Thì đây là khu vực bếp là của chú anh chị, khu bếp cũng làm rất là đơn sơ. Thì quý cô chú anh chị có thể mình về mình dọn thêm, mình làm thêm cái tủ bếp kệ bếp cho mình nha quý cô chú anh chị. Đó, rất đơn sơ nhưng mà được cái là người ta đã đổ nguyên mảng nguyên khối bê tông cho mình thì rất là chắc chắn nha. Mình về mình gắn thêm cái tủ bếp là rất là đẹp và quý cô chú anh chị. Thì đồng thời căn nhà này nó có một cái sân phía sau mà cô chú anh chị, một cái sân phơi. Thì người ta đã lợp tôn luôn, thì mình không lợp tôn thì mình về mình có thể làm sân phơi để khu vực này nha cô chú anh chị. Thì nói chung là căn nhà còn khá là sạch sẽ, không được dán gạch lên hết rồi quý cô chú anh chị. Thì khu vực toilet của mình, khu vực toilet thì cũng còn khá là sạch sẽ nha. Đó. Một căn nhà rất là rẻ của chú anh chị, một căn nhà chỉ có tầm 1 tỷ 250 triệu thôi. Thì nhưng mà căn nhà rất còn sạch nha. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em đi tham quan trên lầu nha. Thì trên lầu của mình gồm có 2 phòng ngủ quý cô chú anh chị, 2 phòng ngủ và 1 toilet phía trên nha. Nói chung là một căn nhà có diện tích là bề ngang 4 dài 13, 52 m². Thì một căn nhà như thế này hôm nay cái giá cực kỳ rẻ đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mà có thấy cái video này sớm thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho em để mình sở hữu căn nhà để mình đón năm mới 2025 nha. Thì quý cô chú anh chị nào mà mua căn nhà này thì quý cô chú anh chị chỉ cần về sửa sơ rồi dọn dẹp sơ là mình vô mình ở liền nha quý cô chú anh chị. Đây là cái phòng ngủ trước thứ nhất của mình nè, cũng còn khá là sạch sẽ quý cô chú anh chị. Ở trên thì chỉ đóng lớp phong thả thôi.
một cái phòng ngủ khá rộng rãi cho mình luôn đó, một phòng ngủ khá rộng của chú anh chị. Thì nói chung một căn nhà mà đã có sử dụng rồi mà mình về mình cứ trang trí lại theo cái ý của mình là mình sử dụng thôi quý cô chú anh chị nha. Đó. Cửa thì cửa căn nhà đều sạch cửa gỗ quý cô chú anh chị. Đó, một căn nhà như thế này rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình sở hữu với tầm tài chính chỉ cần 1.2-1.3 nha. Đây phòng ngủ phía sau của mình đây. Đó, phòng ngủ phía sau của mình. Đây cái toilet trên lầu này quý cô chú anh chị. Toilet trên lầu. Nói chung toilet đồ là khá sạch sẽ nha. Một căn nhà như thế này rất thích hợp cho quý cô chú anh chị mình để sử dụng nha. Đó rồi, nói chung em cũng đã quay hết chi tiết về căn nhà này. Rồi quý cô chú anh chị hãy có thiện chí về căn nhà này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho em. Rồi quý cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em xuống dưới khu vực tầng trệt thì để em xin báo về cái chi tiết rõ về căn nhà này cho quý cô chú anh chị mình được tham khảo nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ cũng theo chân em vào tham quan chi tiết căn nhà này. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã cùng theo chân em vào tham quan chi tiết về căn nhà này. Thì một lần nữa em xin báo về chi tiết về căn nhà này cho quý cô chú anh chị mình được rõ nha. Thì căn nhà nó có diện tích là bề ngang 4 dài 13, tổng diện tích căn nhà này 52 m², sổ hồng riêng, giá cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. Ở tọa lạc tại khu phố Tân Phước thị trấn Ngần Dục. Thì cái căn nhà này thì cái giá nó hôm nay giá rất là rẻ nha cô chú anh chị vì cuối năm chủ đang cần tiền. Thì chào gấp và bán gấp căn nhà này thì với cái mức giá rất là rẻ của thị trường hôm nay luôn nha quý cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà sổ hồng riêng mà diện tích của nó 52 m² mà gồm một trệt một lầu gồm có hai phòng ngủ hai toilet thì hôm nay mới cái mức giá chỉ có trên 1 tỷ thôi nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này thì hãy nhanh tay nhấc máy alo anh nha. Thì căn nhà này thì với mức giá ông anh hôm nay ông bán chỉ có mức giá chỉ có 1.250.000.000 thôi nha quý cô chú anh chị nha. 1.250.000.000 còn bớt chút lọc cho quý cô chú anh chị nào mà có thiện chí nhanh tay nha. Thì 1.250.000.000 này thì nói chung là không phát sinh chi phí nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị đang cần tìm một căn nhà thì để cùng mình cùng đón năm mới 2025 thì quý anh chị hãy nhanh tay nhấn máy gọi cho em nha, mình cùng tới cùng xem căn nhà này rồi mình gặp trực tiếp chính chủ để mình làm việc nha quý cô chú anh chị. Một căn nhà còn liền lạc lắm nha quý cô chú anh chị. Thì gồm có hai phòng ngủ nè, một căn nhà cũng còn tuy có sự dùng dầu nhưng cũng còn khá sạch sẽ nha quý chú anh chị. Thì điện nước internet riêng biệt khách cho mình nha. Ở khu vực này thì cũng rất là đông dân cư quý cô chú anh chị. Thì hồi nãy em cũng có quay chi tiết về căn nhà này cho quý cô chú anh chị mình tham khảo rồi. Rồi quý cô chú anh chị nào có thấy cái video này, thấy em quay cái căn nhà này thì quý cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi cho em nha để cùng đến xem căn nhà này. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo chân em vào tham quan chi tiết về căn nhà này nha.